đặc biệt là trẻ em lại náo nức hồi hộp chào đón ngày Tết của riêng mình. Tết Trung Thu rằm tháng 8 với trạng tròn bánh băng, dịu nhẹ hơi sương, náo nức tiếng cười vui trong rộn ràng tiếng trống múa lân. Thơm hương trái chín ngọt lành, dẻo thơm hương củ với nhành lá sen. Vậy Tết Trung Thu, Tết của trẻ em có từ bao giờ? Vâng, đó là câu hỏi không chỉ có một cách trả lời. Ở mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, thậm chí mỗi người lại có câu trả lời của riêng mình. Chỉ biết rằng từ càng xưa, trang phong người vừa dịu hiền, vừa gắn bó, thân thuộc, gần gũi, lại vừa xa vời, huyền bí với biết bao truyền thuyết. Người Trung Hoa có truyền thuyết về chàng hậu nghệ với cây cung huyền thiên bát tiễn đã vận dụng chính mặt trời và nàng hạng nga xinh đẹp đã uống thuốc bất tử thần tiên rồi bay lên cung trăng. Người Việt có truyền thuyết về chú Vuội, chú bé chăn trâu thông minh lanh lợi nhưng rất tinh quái nghịch ngợm, với cây đa thần trường sinh bất lão trên cung trăng và chị hạng nga xinh đẹp. Như vậy dù là người Việt hay người Hoa đều có gặp nhau ở quan niệm ở bậc thái âm mặt trăng với những truyền thuyết đã đi vào tiềm thức của tuổi thơ. Chỉ biết rằng đến rằng tháng tám chúng ta lại được đón một cái Tết Trung Thu thật vui vẻ, thanh bình trong niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ. Có niềm vui của những đêm hội trăng rằm, rộn rạn cùng nhau giữa các loại lồng đèn, được đeo những chiếc mặt nạ hóa trang thật ngộ nghĩnh, vui nhộn để táo nức trong khi múa lân hay sư tử. Đó là khát vọng hóa thân thành những con vật thiêng liêng đem lại niềm vui, sự may mắn, bình yên, hạnh phúc cho con người. Chỉ biết rằng đến rằm tháng 8, chúng ta được đón một cái Tết Trung Thu thật ngọt ngào. Đó là vị trí lưng thơm lừng của biết bao loại trái cây, từ hồng na, táo, ổi đến chuối với thanh long, bánh dẻo gắn nướng đến bánh cốm, bánh vừng, kẹo lạc, kẹo dừa, sô-cô-la và sữa. Đó là vị ngọt của sản vật quê hương, được chăn chiu từ nắng, gió, đất trời và bàn tay lao động của con người, kết tinh lắng đọng trong dịu nhẹ hơi may giữa mùa thu, trở thành niềm vui hạnh phúc ngọt ngào của lứa tuổi thần tiên. Tất cả biểu tượng cho sự viên mãn tròn đầy của ước mơ, hoài bão, khát khao ấm no, hạnh phúc, bình yên, vĩnh hằng và bất tử. Vâng, vui Tết, đón trăng, nhớ Bác Hồ. Trung Thu năm 2023 năm nay được sự nhất trí, ủng hộ của Đảng ủy, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thôn La Xuyên phối kết hợp với các chi đoàn thôn xóm tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu niên nhi đồng thôn La Xuyên với biết bao điều lý thú và bổ ích. Và về dự buổi liên hoan văn nghệ hôm nay có sự hiện diện của các đồng chí bí thư đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể địa phương, đoàn thể nhân dân La Xuyên và đặc biệt chào đón em thiếu niên nhi đồng đã về dự liên hoan văn nghệ hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Và để mở đầu chương trình ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Trương Văn Đại là bí thư chi đội xóm Hùng Thắng, sẽ thay mặt cho ban tổ chức lên tuyên bố lý do và khai mạc đêm nhạc hội. Kính thưa vâng, kính đại biểu quý khách, kính thưa các đồng chí lãnh đạo của đảng, chính quyền thôn La Xuyên, kính thưa các bậc phụ huynh, các anh chị phụ trách cùng toàn thể các em thiếu niên nhi đồng thân mến, trong không khí vui tươi phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón chào ngày Tết Trung Thu, cho phép tôi xin được kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo, các bậc phụ huynh, đặc biệt là các em thiếu niên nhi đồng thôn La Xuyên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có một mùa Trung Thu thật vui tươi và tràn đầy ý nghĩa. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em thiếu niên nhi đồng yêu quý, một mùa Trung Thu nữa lại về. Mùa Trung Thu năm nay cũng đến với các em thiếu niên nhi đồng giữa lúc toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa long trọng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng là ngày mà các em vừa bước vào năm học mới, rất vui mừng và phấn khởi khi được biết trong năm học vừa qua các em đã qua nhiều cố gắng trong học tập, rèn luyện thân thể, đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nhiều em đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập. Những thành tích của các em là niềm vui to lớn đối với ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo. Đồng thời các em cũng được các bạn bè yêu mến, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Nhân dịp Trung Thu năm nay, tôi mong các em luôn phát huy thật tốt những ưu điểm, luôn chăm ngoan, đoàn kết, gắn bó với nhau, tích cực thi đua học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và làm được nhiều việc tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng với niềm kính yêu và mong đợi của ông bà, cha mẹ và các thầy cô. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo, các bậc phụ huynh và các em thân mến, với phương châm dành tất cả những gì tốt đẹp
nhất cho thiếu nhi, với khẩu hiệu hành động chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Đoàn thanh niên hội đồng đội rất mong các cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến thiếu niên và nhi đồng, để các em tự tin, có ý thức rèn luyện hơn nữa, vươn lên trong học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt trong các Bắc Hồ, xứng đáng là những người chủ nhân tương lai của đất nước. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình văn nghệ vui Tết Trung Thu cho các em thiếu niên nhi đồng thôn Lao Xuyên. Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chúc các em thiếu niên nhi đồng luôn vui khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đạt được nhiều thành tích cao. Chúc các em có một mùa Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc và an lành. Xin trân trọng cảm ơn. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin được mời đồng chí Phạm Quang Hải là bí thư chi đoàn Quyết Phong sẽ đại diện cho ban tổ chức lên đọc thư của bác Võ Văn Thưởng gửi cho thiếu nhi cả nước. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện cho các ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong thôn La Xuyên, kính thưa toàn thể nhân dân cùng các cháu thiếu niên nhi đồng thôn La Xuyên thân mến, thay mặt ban chấp hành của ban chi đoàn thôn La Xuyên, tôi xin mật thư chúc Tết Trung Thu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi tới toàn thể các em thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, trong không khí trong mũ rộn ràng khắp mọi miền đất nước, tôi thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thương yêu trìu mến nhất. Trung thu là Tết của thiếu nhi, mỗi dịp Trung thu các cháu lại được cùng nhau vui chơi, cùng cha mẹ ông bà quê quần bên mâm cỗ trông trăng, cùng cảm nhận sâu sắc giá trị tình thân, nuôi dưỡng những cảm xúc hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ. Trung thu cũng là Tết yêu thương và chia sẻ, là dịp để người lớn tự nhắc nhở mình phải quan tâm tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động thiết thực, đặc biệt là quan tâm tới các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, để mọi trẻ em được đón Tết Trung Thu đầy đủ và trọn vẹn, được học tập, sáng tạo và vui chơi trong yêu thương của gia đình và cộng đồng. Tôi rất xúc động và tự hào khi thời gian qua, các cháu có nhiều tiến bộ, làm nhiều việc tốt, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, biết giúp đỡ và sẻ chia với những người kém may mắn hơn mình. Các cháu chăm chỉ, tự giác học hành và ngày càng giỏi giang hơn. Nhiều cháu đạt thành tích cao, trở thành niềm tự hào của gia đình, quê hương, đất nước. Tôi mong các cháu luôn vui sướng những ước mơ đẹp, yêu gia đình, lễ phép, biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, thi đua làm hình việc tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ. Chúc các cháu đón Tết Trung Thu thật vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Trên đây là toàn văn chúc Tết của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi đến toàn thể các em thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Một lần nữa, thay mặt cho ban chấp hành ban chi đoàn thôn La Xuyên, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, các anh chị phụ trách cùng toàn thể bà con nhân dân lời chúc sức khỏe và thành đạt. Chúc các em thiếu niên nhi đồng luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ và đón một cái Tết Trung Thu thật vui vẻ và đầm ấm. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây chương trình Viên Liên Hoan Văn Nghệ vui Tết Trung Thu Thôn La Xuyên 2023 xin phép được bắt đầu.